Vừa qua trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra vụ việc một tài xế điều khiển xe SH không tuân thủ luật khi tham gia giao thông, còn có hành vi đạp ngã người đạp xe xuống đường gây phẫn nộ dư luận. Mới đây nhất, lực lượng chức năng đã triệu tập tài xế xe máy nói trên để điều tra xử lý theo quy định. Ngày 12 tháng 10, Chỉ huy Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ, xem xét xử lý một tài xế xe máy có hành vi vi phạm trong quá trình tham gia giao thông. Theo video đăng tải trên mạng xã hội trước đó, tài xế xe máy hiệu Honda SH mang biển kiểm soát 29Y di chuyển lấn làn tại đường Nhật Chiêu, quận Tây Hồ và xảy ra va chạm với một người chạy xe đạp. Camera hành trình của ô tô đã ghi lại được cảnh tài xế xe SH quay lại trả đũa bằng cách đạp ngã người đạp xe. Sau cú đạp, tài xế xe máy tăng ga bỏ đi. Theo lãnh đạo Công an quận Tây Hồ, ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, đơn vị đã xác minh danh tính tài xế xe máy và triệu tập người này đến trụ sở công an làm việc. Sau khi lấy lời khai tài xế xe máy và người liên quan, cơ quan điều tra xác định lỗi thuộc về người điều khiển xe SH. Trong quá trình tham gia giao thông, tài xế này không tuân thủ luật và khiến người chạy xe đạp bức xúc. Hai bên lời qua tiếng lại, sau đó thì dẫn đến sự việc trên.